xuống đây rồi thì chậm lái đưa xuống nha. Hết âm lịch nè. Qua mùng chết là tháng chết hồi tháng 5 âm lịch. Nếu kết hợp là cái nguồn nước nó có mà. Cái rửa đó mà, cái dạng đó mà. Nó đột ngột. Nhưng mà cái này nó lên tới 80, 70, 80, 90 rồi. Nó chịu nổi. Nó nước không nổi lên cho nó. Một điểm thứ nhất là nhưng mình mang kỹ nữa đỡ hao. Dạ. Mình nó lại dữ. Nhưng mà mình phải làm cho kỹ. Mình cho kỹ nó lại. Ừ. Gớt chứ. Nó con hàng này nó phải gớt rồi nó lên lại rồi nó gớt rồi nó lên. Nó sẽ chuyền vậy đó. Chú có thể cho biết là năm nay cái tình hình nuôi hạo mình gặp cái khó khăn như thế nào? Năm nay gặp cái nguồn nước thiên nhiên năm nay nó chết nhiều quá, thành ra là rất là khó khăn. Cụ thể là chết cái tỷ lệ so với những năm trước thì như thế nào chứ? So với mấy năm trước thì năm nay nó phải 30%. Khoảng 30%. Thì kinh nghiệm nhiều năm nuôi hào thì chú có thể mình có nhận định được ban đầu là do sao mà hào của mình nó hao hụt cao vậy không chú? Thì tôi thì kinh nghiệm cho nông dân thôi, một điểm thứ nhất là cái nguồn nước nó quá mặn, thứ hai nữa là mưa nó dồn dập, các nước thải ra quá xá, thành ra nó gây cho con hào như là yếu á, nó bị chết. Vậy hiện giờ sau khi mà hào nó đã giảm lại cái tỷ lệ chết thì bây giờ mình đang làm những cái gì để tiếp tục? Mình vệ sinh, mình làm cho nó kỹ. Mình vệ sinh, mình rửa gáy rồi mình lựa vỏ chết, mình đem lên trên bờ. Mình đừng để cho nó ô nhiễm nữa. Rồi là mình rửa gáy cho nó sạch sẽ. Cho cái dòng nước nó là sạch sẽ lại thì hy vọng nó sẽ giảm chết. Dạ, vì đối với người nuôi hào như chú thì cũng có những kiến nghị như thế nào đối với ngành chức năng để làm sao mà mình phát triển được cái nghề nuôi này không chú? Cái này... ý cũng muốn lắm nhưng mà không dám nói. Tùy theo cơ quan chính quyền địa phương rồi có nhận xét được cái thiệt hại mà lỡ mà nó rủi ro nhiều quá đó thì
có tiếp tay nông dân coi như là cho nó có tinh thần làm thì có hỗ trợ hay là cho dây gì đó phụ thêm cái đồng vốn làm thì tốt. Còn cái sự đòi hỏi là tôi nói thẳng là nông dân tôi không dám đòi hỏi gì hết. Vậy kỹ thuật thì chú có cần? Kỹ thuật hả? Tôi cũng cần kỹ thuật chứ. Bởi vì tôi nông dân tôi đâu có hiểu biết hết tất cả toàn bộ vấn đề là dưới thiên nhiên này, cái con hào này đâu. Tôi cũng cần chứ. Tôi cần như là cái chuyên ngành nào mà hiểu biết đó lại cái như là để phối hợp với tôi như là mình rút ra cái tất cả những cái gì mà trong cái ngành nuôi hào đó như là mình đóng góp với nhau trao đổi để mình rút lại cái lợi để mình làm cho nó giảm đi cái thiệt hại nó vậy đó. Dạ, cảm ơn. Qua cái tình hình nuôi hào của 10 hộ bà con nuôi hào trong năm 2016 này thì từ đầu năm đến nay thì do nắng hạn mưa rồi nắng hạn rồi do đã làm cho nguyên nhân hào chết khoảng từ 25 đến 30%. Cũng do khảo sát thì hiện nay thì ước tính thiệt hại khoảng gần 150 hectare. Mà giá đầu ra bây giờ là khoảng 16.000 đồng trên một ký. Nhưng mà các thương lái bây giờ là do tin đồn là hào nuôi trên vỏ xe thì gây ung thư. Cho đó cũng là ảnh hưởng cái đầu ra là bà con các hộ nuôi cũng bán có không được. Với thứ hai là ước tính thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng. Và cái nguyên nhân nhận định ban đầu thì trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6 2016 này thì do thời tiết nắng nóng gay gắt và nhiệt độ tăng cao và mưa trong tháng 6 thì cũng kéo dài, các yếu tố môi trường biến động cũng một phần nào cũng gây thiệt hại cho cái mô hình nuôi hào này. Những khó khăn đó về xã mình ở góc độ quản lý nhà nước thì anh có kiến nghị như thế nào đó với ngành kỹ thuật cũng như ngành chuyên môn? Trước tình hình mô hình nuôi hào của bà con thì thiệt hại bây giờ thì cũng yêu cầu các ban ngành, cơ quan ban ngành chức năng cái vụ hạn mặn mới kết thúc hồi tháng mấy ta? Tháng mấy đâu? Này sáng đi đo còn 30 còn nghe. Vẫn còn năm. 200 vậy. Dạ chú đang đứng trên 200 triệu đó phải không? Đứng trên đống này 200-300 nè. Đứng trên hai đống tiền mà thôi rơi nước mắt đó. Sao luôn? Nói hai câu à. Ra, đi cô leo đây cô đứng bên bờ hồ đi. Bên kia quay lại bờ hồ. Hiện bây giờ là khoảng từ 150 tấn mà không